Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Sử Ký thứ nhất, chương 1. Adam sanh Seth, Seth sanh Enoch, Enoch sanh Kenan, Kenan sanh Mahalale, Mahalale sanh Jared, Jared sanh Henoch, Henoch sanh Methuselah, Methuselah sanh Lemet, Lemet sanh Noe, Noe sanh Shem, Cham và Japhet. Con trai Japhet là Gome, Magog, Madai, Yavan, Tuban, Meshiet và Tira. Con trai của Gome là Akena, Diphat và Togama. Con trai của Yavan là Elisha, Tareshi, Kittim và Rodanim. Con trai của Cham là Cúc, Mitraim, Phút và Canaan. Con trai của Cúc là Sheba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Con trai của Raema là Sheba và Dedan. Cúc sinh Nimrod, người khởi đầu làm anh hùng trên mặt đất. Mitraim sinh họ Ludim, họ Anamim, họ Lehabim, họ Naphtuhim, họ Phát-ru-sim, họ Cách-lu-him. Bởi đó sanh ra họ Philistin và họ Cáp-tô-rim. Canaan sanh ra Sidon là trưởng nam và Hết, cùng họ Jebusit, họ Amorit, họ Giregashit, họ Hevit, họ Arekit, họ Sinit, họ Avadit, họ Semarit và họ Hamatit. Con trai của Sem là Elam, Asura, Abaksak, Lut, Aram, Uxer, Huler, Gete và Meshiet. Abaksak sanh Selach, Selach sanh Hebe, Hebe sanh được hai con trai. Một con kêu tên là Belet, bởi vì trong đời người đó đất đã chia ra. Còn tên của người em là Joktan. Joktan sanh Amodak, Selep, Hashamavet, Yerat, Hadoram, Usa, Diekla, Eban, Abimael, Sheba, Ophir, Havila và Jobab. Hết thảy những người đó đều là con trai của Joktan. Sem sanh Abaksak, Abaksak sanh Selach, Selach sanh Hebe, Hebe sanh Belet, Belet sanh Rehu, Rehu sanh Serug, Serug sanh Nako, Nako sanh Thare, Thare sanh Abram, cũng gọi là Abraham. Con trai của Abraham là Isaac và Ismael. Này là dòng dõi của chúng. Con cả của Ismael là Nebaioth, kế đến Keda, Akbeen, Mibosam, Mitma, Duma, Masa, Hadad, Thema, Yethu, Naphit và Kedma. Đó là các con trai của Ismael. Ketura, vợ nhỏ của Abraham, sanh các con trai là Simram, Joksan, Medan, Madian, Yitbak và Suach. Joksan sanh Sheba và Dedan. Con trai của Madian là Epha, Efe, Hanok, Abida và Enda. Những người ấy đều là con cháu của Ketura. Abraham sanh ra Isaac. Con trai của Isaac là Esau và Israel. Con trai của Esau là Elipha, Reuen, Jeúc, Yalam và Cora. Con trai của Elipha là Theman, Oma, Sephi, Gatham, Kena, Thima và Amalek. Con trai của Reuen là Nahat, Serach, Shamma và Mitsa. Con trai của Seir là Lothan, Soban,
Sibeon, Ana, Dishon, Exe và Dishan. Con trai của Lô Thang là Hori và Homan, còn Thimna là em gái Lô Thang. Con trai của Soban là Alian, Manahat, Eban, Shephi và Onam. Con trai của Sibeon là Aya và Ana. Con trai của Ana là Dishon. Con trai của Dishon là Hamram, Edban, Yitran và Keran. Con trai của Exe là Binhan, Savan và Yaakan. Con trai của Dishan là Uxer và Aran. Khi trước dân Israel chưa có một vua cai trị, thì đây là danh các vua trị vì xứ Edom. Bela, con trai Beo, tên bổn thành là Dinhaba. Vua Bela Bang, Yobab, con trai Serach người Bokra kế vị. Vua Yobab Bang, Husam, người xứ Theman kế vị. Vua Husam Bang, Hadad, con trai Bedad kế vị. Chính vua này đánh được dân Madian tại đồng Moab, tên bổn thành là Avit. Vua Hadad Bang, Samla, người Mareka kế vị. Vua Samla Bang, Saulơ, người Rehoboth ở trên bờ sông kế vị. Vua Saulơ Bang, Ba-anh-ha-nan, con trai Ạc-bồ kế vị. Vua Ba-anh-ha-nan Bang, Hadad kế vị. Tên bổn thành là Pha-i, còn vợ người tên là Mehetabeen, con gái của Mác-rết, cháu ngoại Mê-sa-háp. Vua Hadad Bang. Các trưởng tộc xứ Edom là trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Alia, trưởng tộc Yetet, trưởng tộc Oholibama, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phinon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Theman, trưởng tộc Mepsa, trưởng tộc Magdien và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Edom. Chương 2. Con trai của Israel là Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad và Asher. Con trai của Judah là Er, Onan và Shela. Ba người này Judah sanh ra bởi con gái Shua người Canaan. Er, con cả của Judah, làm sự dữ trước mặt Đức Giê-hô-va nên Ngài giết nó đi. Tama là dâu của Judah, sanh cho người Phê-rết và Sê-rách. Tổng cộng các con của Judah được 5 người. Con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun. Con trai của Sê-rách là Simri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn và Đa-ra, cộng là 5 người. Con trai của Cạc-mi là A-ca, tức kẻ làm rối loạn trong Israel, phạm đến vật nghiêm cấm. Con trai của Ê-than là Asaria. Con trai Hết-rôn sanh ra là Giê-rác-mê-ên, Ram và Kê-lu-bai. Ram sanh ra Aminadab. Aminadab sanh Nahashon, làm quan trưởng của người Giu-đa. Nahashon sanh Sanma. Sanma sanh Bo-ô. Bo-ô sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Y-sai. Y-sai sanh con đầu lòng là Eliab, con thứ nhì là Abinadab, thứ ba là Shimea, thứ tư là Nathanael, thứ năm là Radai, thứ sáu là Osem, thứ bảy là David. Còn Seruya và Abigail là chị em của những người ấy. Seruya có ba con là Abishai, Joab và Asael. Abigail sanh Amasa. Cha của Amasa là Giê-the, người Ít-ma-ên. Caleb, con của Hết-rôn lấy vợ, là Asuba với Jeriot, rồi sanh con là Giê-xe, Sô-báp và Ạc-đôn. Asuba qua đời thì Caleb lấy Ê-phê-rát, nàng sanh Hu-rơ cho người. Hu-rơ sanh Uri, Uri sanh ra Bết-sa-lê-ên. Sau khi ấy, Hết-rôn đã được 60 tuổi, bèn cưới con gái của Ma-ki là cha của Ga-la-át mà làm vợ. Người nằm cùng nàng, nàng sanh được Sê-gúp. Sê-gúp sanh Giai-rơ. Người này được 23 thành trong xứ Ga-la-át. Dân Gê-su-rơ và dân Si-ri chiếm lấy những thành Giai-rơ và Kê-nát,
luôn với các hương thôn của địa hạt nó, cộng là 60 thành. Những người ấy đều là con cháu Maki, cha Galaad. Sau khi Hezron qua đời tại Caleb Ephrata rồi, thì vợ người là Abia sanh cho người Asura, là cha của Thekoa. Yerach Me'en, con trưởng nam của Hezron, sanh Ram, là con đầu lòng. Kế đến Buna, Oren, Osem và Ahia. Yerach Me'en lại lấy vợ khác, tên là Atara, mẹ của Onam. Con trai của Ram, con trưởng nam của Yerach Me'en là Ma'at, Yamin và Eke. Con trai của Onam là Shamai và Yada. Con trai của Shamai là Nadab và Abishu. Tên vợ của Abishu là Abihai. Nàng sanh cho người Akban và Molit. Con trai của Nadab là Shele và Abbaim. Nhưng Shele qua đời không có con. Con trai của Abbaim là Yishi. Con trai của Yishi là Sheshang. Con trai của Sheshang là Aklai. Con trai của Yada em Shamai là Yetha và Jonathan. Yethe qua đời không có con. Con trai của Jonathan là Phelet và Sasa. Ấy là con cháu Yerach Me'en. Vả Sheshang không con trai, song có con gái. Cũng có một đứa tôi tớ Egypto tên là Yara. Sheshang gả con gái mình cho nó. Nàng sanh Atai cho người. Atai sanh Nathan. Nathan sanh Sabat. Sabat sanh Ebla. Ebla sanh Obed. Obed sanh Yehu. Yehu sanh Asaria. Asaria sanh Helet. Helet sanh Elasa. Elasa sanh Shitmai. Shitmai sanh Shalum. Shalum sanh Yekamia. Yekamia sanh Elishama. Con trai Caleb là em của Yerach Me'en, là con cả của Mesha, tức tổ phụ của Sip, và những con trai của Maresha là tổ phụ của Hebron. Con trai của Hebron là Kora, Tabua, Rekem và Shema. Shema sanh Racham, là tổ phụ của Jokeam, còn Rekem sanh Shamai. Con trai của Shamai là Maon, và Maon là tổ phụ của Bethshua. Epha là hầu của Caleb, sanh Haran, Một Sa và Ga Xe. Haran sanh Ga Xe. Con trai của Gia Đai là Regem, Yothan, Gesang, Phê-lép, Epha và Sa-áp. Hầu của Caleb là Ma-a-ca, sanh Sê-be và Tirana. Nàng cũng sanh Sa-áp là tổ phụ của Mác-ma-na, Sê-va tổ phụ của Mác-bê-na và tổ phụ của Ghi-bê-a. Con gái Caleb là Ạc-sa. Đây là những con cháu của Caleb. Soban, con trai của Hurơ, là con trưởng nam của Ephrata và tổ phụ của Kiriath Yearim. Shanma, tổ phụ của Bethlehem. Hareb, tổ phụ của Bethgade. Soban, tổ phụ của Kiriath Yearim có con trai, người sanh Haroe và nửa phần dân Menuhot. Các dòng của Kiriath Yearim là Yitrit, Futit, Sumatit và Mitrait. Cũng bởi những dòng ấy mà có dân Soratit và dân Ettaulit. Con cháu của Sanma là Bethlehem, người Netophatit, người Akrot Bethioab, nửa phần dân Manahatit và người Sorit. Lại các họ hàng của những thầy thông giáo ở Yabet là họ Tiratit, họ Shimatit và họ Sukatit. Ấy là dân Kenit, sanh ra bởi Hamat, tổ tiên của nhà Rekab. Chương 3. Này là những con trai David sanh tại Hebron. Con trưởng nam là Amnon bởi Ahinoam người Gitreen. Con thứ nhì là Daniel bởi Abigail người Cạc-mên. Thứ ba Absalom, con trai của Ma-a-ca, con gái của Tanmai, vua đất Gesurơ. Thứ tư Adonia, con trai của Hagit. Thứ năm Shephatia, con trai của Abitan. Thứ sáu Yitream, con của Ecla, vợ David. Sáu con trai này sanh tại Hebron. Ở đó David trị vì 7 năm 6 tháng, còn tại Jerusalem, David trị vì 33 năm. Đây là những con trai David sanh tại Jerusalem: Shimea, Sobab, Nathan và Salomon, cộng được 4 người, đều là con của Bác-sua, con gái của Amien. Lại có Giba,
Elishama, Eliphelet, Noga, Nephet, Yafir, Elishama, Eliyada và Eliphelet, cộng được 9 người. Ấy là những con trai của David, chẳng kể các con trai của những cung phi và Tama là chị em của chúng. Con trai Salomon là Roboam. Con trai Roboam là Abiya. Con trai Abiya là Asa. Con trai Asa là Josaphat. Con trai Josaphat là Joram. Con trai Joram là Achasia. Con trai Achasia là Joach. Con trai Joach là Amasia. Con trai Amasia là Asaria. Con trai Asaria là Jotham. Con trai Jotham là Acha. Con trai Acha là Ezechia. Con trai Ezechia là Manashe. Con trai Manashe là Amon. Con trai Amon là Josiah. Con trai của Josiah, con trưởng nam là Johanan, con thứ nhì là Jehoiakim, thứ ba là Sedekia, thứ tư là Shalum. Con trai của Jehoiakim là Jechonia và Sedekia. Con trai của Jechonia, tức người bị lưu đày, là Salathien, Mankiram, Fedaya, Senasa, Jekamia, Hosama và Nedabia. Con trai của Fedaya là Serobaben và Shimei. Con trai của Serobaben là Meshulam và Hanania. Còn Shelomit là chị em của chúng. Lại có Hashuba, Ohen, Berekia, Hashadia, Yushab Heshet, cộng là 5 người. Con trai của Hanania là Phelatia và Esai. Lại có con cháu Rephaya, con cháu Aknan, con cháu Obadia và con cháu Shekania. Con trai của Shekania là Shemaya. Những con trai của Shemaya là Hattuk, Jigan, Baria, Nearia và Shaphat, cộng được 6 người. Con của Nearia là Elioenai, Ezechia và Ariham, cộng được 3 người. Con trai của Elioenai là Hodavia, Eliashib, Phelaya, Akub, Johanan, Delaya và Anani, cộng được 7 người. Chương 14. Tại thành Iconi, Phaolô và Barnaba cùng vào nhà hội của người Giuđa và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giuđa và người Greek tin theo. Song những người Giuđa chưa chịu tin thì xúi dục và khiêu chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Dù vậy, Phaolô và Barnaba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra, kẻ thì theo bên Giuđa, người thì theo bên hai sứ đồ. Lại khi những người ngoại và người Giuđa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni, là thành Lystra, thành Derbe và miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phaolô giảng. Phaolô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng: "Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên." Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy sự Phaolô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng: "Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta." Chúng bèn xưng Barnaba là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Mercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Barnaba và Phaolô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: "Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dù vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật,
và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Bây giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phaolô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đưa nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Barnaba đến thành Đẹp-bơ. Khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Kế đó, hai sứ đồ vượt qua đất Pisidi đến trong xứ Pamphili. Sau khi đã truyền đạo tại thành Bẹt Dê rồi thì xuống thành Actali. Từ nơi đó, hai người chạy buồm về thành Antioch là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Chương 15. Và có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng: nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này. Vậy sau khi các người ấy được hội thánh đưa đường rồi thì trải qua xứ Phê-ni-si và xứ Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm. Vừa tới thành Giê-ru-sa-lem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: hỏi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cứ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Cả hội đồng đều lặng lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng: hỡi anh em, hãy nghe tôi. Si-môn có thuật thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài? Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng: rồi đó ta sẽ trở lại dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song khá viết thơ dặn họ kiên cử cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy. Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định
sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phaolô và Ba-na-ba đến thành Antioch. Ấy là Giu-đê, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thơ như sau này: Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch, trong xứ Syri và xứ Cilici. Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa. Nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô mà đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta đã sai Giu-đê và Si-la đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh, và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy khi các người đó đã từ giã hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Giu-đê và Si-la chính là kẻ thiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Ba-na-ba muốn đem theo Giăng, cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhưng đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Si-la và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici, làm cho các hội thánh được vững bền. Thi Thiên 126. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dẫn phu tù chúng tôi về, như các suối miền Nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại,
tiết độ đầy dẫy trên con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.